mọi việc đều có thể. Bạn phải rất hiểu tâm lý cái thằng đối diện bạn, nó thú vị, nó thích lắm. Bạn tưởng tượng bạn đang ngồi với một con bồ mà cửa miệng bạn có hầu hết là những câu bên tay phải, một cái cảm giác của con đàn bà nó sẽ yêu bạn gấp 10 lần. Tôi nói thiệt, động tác thứ hai, xây dựng niềm tin cho chính mình sao cho nó lớn hơn nỗi sợ là được. Các bạn này chưa làm cái gì thế đâu cả, chuẩn bị nào. Đằng này 10 ông nhìn thấy con vợ sợ thay đổi thì nó được mình với nó đấy. Biết đấy, ở nhà chị, thằng chồng chị nó có sợ chị không? Có à, một số ai hỏng thôi, thay đổi con vợ thì được. Hai chồng mình phải ám thị thôi, ám thị được hiểu là nhẹ dạ cả tin, thì ở đây là ám thị là tự mình lừa mình, nhắc đi nhắc lại thì mình sẽ ám thị là cà phê một mình ngồi mình dạy mình lặp lại mình tâng bốc mình, thì đấy là tự kỷ ám thị. Các chị à, mình cho mình vào thế nhẹ dạ cả tin với chính mình đi nào. Hai chồng hãy tự tin mình sẽ thay đổi được thái độ. Bạn nói liên tục với bạn ắt nó sẽ thành công. Thế thì mấy ông bắt đầu này, từ sáng cho đi tập liên tục 1-2, cứ ngồi ở cửa lẩm nhà, không sợ vợ. Thế thì không sợ. Bạn tin là bạn làm được nhé, bằng cái việc chính mình khích lệ mình, thì đấy là chuẩn bị thôi mà. Xuống dòng, sau đó viết ra một cách cụ thể để bắt đầu cho một kế hoạch thay đổi thái độ. Bạn đã tin rồi, xong bắt đầu bạn lên xuống dòng. Ví dụ, và tôi có một cái bảng như sau mà nó làm rất nghiêm túc. Phía bên tay trái ấy, đó là loại bỏ các từ, vì thái độ là cái nó sổ ra cửa mồm với cả nét mặt các bạn này. Sau đó thay các bạn này, tạo thói quen các từ. Thế thì cái từ bạn bỏ nó đi. Một, tôi không thể. Mở mồm ra là thằng sếp nó ghét, con vợ nó khinh bỉ, anh không làm được cả. Thì tôi thuê có gì đâu. Tôi nghĩ là làm nó là tình cảm, ông cứ làm cho tôi phải lụy ông, đấy là nóng máu lên nó chơi liền đi các bạn. Thì các bạn luôn luôn phải thái độ phải tích cực. Thế nếu ở trong nhà là anh chẳng, đúng không? Tôi có thể. Các bạn ạ, thằng sếp nó cũng quý. Tôi có bảo tôi khẳng định đâu, có thể làm được. Một cái thái độ nó tích cực như vậy. Cái câu số 2 bỏ đi. Nếu có cái này tôi sẽ làm. Không ai người ta chấp nhận đâu. Các bạn ạ, mình tiến sinh thấy vào đấy là cái gì? Tích cực. Ghi vào tôi sẽ yên tâm. Còn được hay không tính sau, nhà nó mới sung lên chứ gì. Câu số 3, bạn bỏ đi, đó là nghi ngờ. Tôi nghi ông lắm á, một cái thái độ mất hết tất cả. Nó thay bằng cái từ mà bạn thấy tay nai dùng, đó là tôi mong điều tốt đẹp nhất. Nếu bạn nghi ngờ, bạn thay bằng cái từ này. Các bạn ạ, thế bây giờ câu số 4 này, tôi không nghĩ là cái không khí nó tiêu cực. Bạn thay bằng cái từ là tôi biết. Có gì à, nó tích cực lắm. Tiếp theo câu số 5, tôi không có thời gian.
từ thằng sếp trở đi, nó chính nó không phân tích được, nên nó nản, không khí nó chìm các bạn ạ. Thì nó thay bằng cái câu là tôi sẽ dành thời gian. Tôi giả sử người tôi nó căng thẳng cả đời công việc, gặp thằng Trọng ở trên quán cà phê, giả cái việc này thầy sư phụ thầy giao thì em phải làm, nhưng báo cáo em không có thời gian. Tôi sẽ chả nói gì, người thì cáu, mà công việc của tôi là không cái gì tôi cũng giải quyết được nhé. Với thái độ tích cực như vậy, trong đầu tôi chỉ có một cái động tác nhầm nhầm, tôi cút đi, biến đi, mày không làm tao làm, mày không làm có thằng khác làm. Nếu bạn là lính tôi trong công ty, bạn có sạch, tôi nói thật, chỉ muốn tôi cái thái độ như vậy là không chấp nhận được. Tôi sẽ dành thời gian các bạn ạ. Lập tức tôi phản xạ với thằng Trọng, nói thế thôi, chứ là lúc nãy tao nói như tao chưa cần một được, tao lại cho mày không được làm. Thế cái này để tao nhờ chỗ thằng Lương nó làm, để trả nó Lương làm. Thì có phải thằng Trọng được tăng đến thằng Cung không? Chứ tôi đâu phải không biết điều. Nhưng cái thái độ đó là thái độ tôi là lính mà tôi chói thằng sếp bởi cái thái độ xuống dọc tiếp tục. Được chưa? Bạn nói cái thuật ngữ bắt đầu này, đó là có lẽ. Bạn cứ chống chế thế thôi các bạn này. Bạn thay cái từ có lẽ bằng cụm từ này, đúng không? Nếu xét một cách tích cực, anh chị ạ, chấm chấm chấm, có lẽ chấm chấm chấm, một cách tích cực mà nói là được, có lẽ làm được, có lẽ không làm được, không, cái thái độ là sẽ làm được, một cách tích cực, tức là đẩy cái lạc quan lên. Mặc dù nó rất khó khăn, có lẽ không làm được đâu anh ơi. Bạn sẽ tay bằng một cách tích cực, tôi nghĩ sẽ làm được. Có thể bạn không làm được, mà có thể thật sự chưa chắc nó là sai bạn đâu, nhưng bạn ghi điểm tuyệt đối các bạn ạ. Không lừa dối ai cả. Cái cách ấy nó giúp mình ghê lắm. Thằng sếp nó bảo ok, và thế là rất kỳ diệu, bạn cũng làm được. Thấy chưa? Xuống dòng. Câu số 7, tôi sợ rằng. Câu thường trực các bạn, bạn luôn luôn phải thay bằng cái câu tôi tin rằng. Thấy chưa? Tức là chúng ta đang nói đến thái độ, chứ chúng ta không hề nói đến nội hàm của câu nói đấy. Cái độ quyết tâm các bạn ạ. Tức là cái độ không giới hạn các bạn ạ. Trường Doanh Nhân PR.